Lúc đó con xây cái nhà từ thiện là chỉ có 8 ngàn thôi, nhưng mà tiền Việt Nam mình rất là lớn, là cho 50 người 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 lớn tuổi là người già đó, ở con xây cho hội Thập Đỏ ở Gia Lai Kon Tum, là con đi về Mỹ đó, con làm cái đó, cái điều đó là con làm đầu tiên trong lòng của con muốn, để mà con trả ơn cho má con là con đã làm được như vậy, để cho mấy dì của con không có trách má con. Đó là cái điều mà con phải làm cho má con hãnh diện. Rồi xong bắt đầu con về lại Mỹ, con làm con kiếm tiền, xong bắt đầu cái con mua cho mỗi em mỗi cái nhà luôn, là năm em là năm cái nhà, nhưng mà nhà không có lớn, nhà dưới quê mà, thì cái khả năng của con mua bao nhiêu là con cảm giác là con cảm thấy là cái đồng tiền con làm từng đồng từng cắc là chính bản thân con làm ra, là con mua con rất là hãnh diện, em con nó phải biết quý và biết giữ, và mỗi đứa em là phải có một cái nghề trong tay. Khi mà các em đã có nhà rồi, có nghề trong tay và có vợ có con là chị hai hết lo, là sau này là chị hai sẽ lo công việc của chị hai, các em có chuyện gì cũng ráng chịu, thì con nói như vậy đó, các em con vẫn nghe lời, thế là con không có lo nữa. Dạ, con nói một là một, hai là không lo là không lo, nên tụi nó phải ráng cố gắng. Đó, xong bắt đầu con về lại Mỹ. Cái con nói không được, bây giờ phải cố gắng làm sao mà trả hết cái tiền nhà này. Rồi bắt đầu lúc đó con mới đi vòng vòng, con làm những cái việc con thích. Là con thích làm từ thiện từ nhỏ tới lớn giờ. Rồi cái bắt đầu năm sau con làm. Thật sự ra con là một ca sĩ nhưng mà con không có xài đồ gì hết trơn á. Con lúc đó con còn nhỏ, con cũng không có biết là con diện cái đồ gì cho đẹp, tại vì con nghĩ tướng mình thì lùn nữa, làm sao mà mặc mấy cái đồ cho nó đẹp được. Mặc cỡ mà mua mà mấy trăm đồng mà khi mình mặc vô mình không giống ai hết, thôi thà mặc mười mấy đồng mà nó đẹp hơn, con nghĩ vậy nên con cứ mặc mấy cái đồ đó con à. Thì người ta cũng nghĩ con là ca sĩ nhưng mà mặc đồ như vậy thì cũng là đồ xịn, không chứ đâu ai biết con mặc đồ có mười mấy đồng đâu. Đó, con xong con trả được cái nhà ở Cali ở bên Mỹ, mà trả được một cái nhà là rất là hiếm thưa thầy, là con mua cái nhà đó là 175 ngàn, là bắt đầu con trả hết luôn. Con trả xong là con trả luôn chiếc xe luôn, là con nghĩ là chiếc xe đó con đi hoài thôi đó. Rồi bắt đầu là con về Việt Nam là 2005, là bắt đầu là con có cái ý tưởng là con giúp cho mấy trẻ mồ côi. Nhưng mà con cũng không biết giúp làm sao, thì tại vì con là con tối ngày con về Việt Nam là con phải đi mấy cái trường học nè, rồi mấy cái nhà dưỡng lão nè, con cứ làm rồi mấy cái trại tâm thần là con cứ làm hết, thì con mới vô tình thì con mới gặp được một vị sư cô, thì cổ gặp con, cổ cũng đi từ thiện, mà cổ thì cổ cũng mê cái tiếng hát của con, nên cổ với con nói chuyện với nhau, hai cô cháu mới đi từ thiện, thì cổ mới nói chuyện, cổ về cổ chủ trì cho một cái chùa đó, thì cái chùa đó cái trong cái là gọi là bây giờ là chùa Pháp Lạc ở Bình Phước, thì không phải là chùa mà là một cái am á thầy, cái am mà đất rất là rộng, thì cô nói trời ơi rắn rít không à, mà cô sợ lắm, cô sợ lắm, cô ở cái giường là giường tre, nằm cái giường tre nữa, mà cô là phụ nữ nữa, mà cũng xung quanh cũng không có ai để giúp cô hết á. Thì con mới nói trời ơi, sao tội vậy, con mới nói cho con về con coi thử, xong con về con coi, xong con mới nghĩ là cô nói bây giờ làm sao, bây giờ cô muốn giao lại cho nhà nước để cô đi đi về lại cái chùa của sư bà của cổ ở Đà Nẵng á, cổ phải làm thêm, cổ học thêm, chứ còn vậy cổ chịu không có được, cổ sợ. Thì con mới nói là không được, cái này là làm cho cô sẽ thành chánh quả nè, tại vì tánh con có sao nói vậy, cô phải cố gắng. Bây giờ là cô cứ trồng rau trồng nghĩ gì đi, mà cô nằm như vậy đi không có sao hết á, mấy con rắn nó cũng không có làm gì cô đâu. Cái cổ nó cũng đúng, chị nói cũng đúng, tại xong rồi cái là con nói chứ bây giờ Nhung hứa với cô là Nhung sẽ về Việt Nam Nhung ca, thì Nhung đi ca vòng vòng vòng, nếu mà có bao nhiêu tiền á, Nhung sẽ phụ cô làm nên cái chánh điện cho đàng hoàng. Rồi bắt đầu từ từ cô Nhung sẽ làm cho cô một cái chỗ nằm. Xong cô nói chị hứa nghe chưa, chị nói thiệt nha. Nó nói dạ, nhưng mà
kéo dài cho tới 1 năm sau á thầy, là con mới có được 1.000, 2.000 con đưa qua cho cô. Thì cô nói vậy cũng được rồi. Bắt đầu là cô mới làm cái bếp trước để mà có nấu ăn cái đã. Rồi bắt đầu cái cô bắt đầu ở vòng 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 mới thấy vậy, mấy bác lớn tuổi mới tới giúp cho cô. Thì trong vòng 3 năm thì bắt đầu con với cô xây lên một chánh điện nhỏ lắm. Rồi chỉ có cái tượng Phật cũ là lớn thôi. Xong rồi hai cô cháu mới từ từ làm cho tới năm 2007 thì là con đã xây lên mấy cái nhà nhỏ. Con với cô cũng tự động tính luôn, mình xây lên cái nhà này để mình nuôi mấy đứa bé mồ côi không cô. Xong cô nói ừ chị làm gì cũng được á. Thế là hai cô cháu mà cô cũng đi làm, cô đi làm hạt điều, rồi cô trồng rau, rồi mỗi Tết là cô làm bánh, cô tự bán, cái gì cô cũng tự làm. Tại vì con cũng nói là mình chùa mình nghèo, Phật tử tới cũng trong cái xóm nó cũng nghèo nên cũng không có ai mà cúng dường, nên tự mình làm thì hay hơn. Xây lên cái nhà xong hết, cái tự nhiên cái duyên tới ở bệnh viện gọi cho sư cô, con nói là có hai đứa bé mẹ bỏ trốn đi mất tiêu rồi, bây giờ mới nó mới có 2 ngày à, đẻ ra mới có 2 ngày, xong lúc đó con đang ở Mỹ nữa, cái cô gọi qua cho con. Con nói giờ làm sao, thôi vậy là nhận đi cô. Nhưng mà cô nói giờ là tên tuổi sao, với lại cô đi tu, cô đâu có biết thay tả hay cô đâu có biết cái gì đâu. Cô nói trong phone mà cô run. Con nói thì bây giờ cô cứ ẩm về đi, cô ẩm về xong rồi cô làm giấy tờ, làm cái họ của con đi, rồi con bay về con phụ cô. Thì lúc đó con mới kêu em của con đi lên trên chùa để phụ cô, để mà lo cho em bé mua sữa mua tã. Từ đó là hai cô cháu mới nuôi. Mà con nói là cô ơi, mình nuôi á chỉ có 7 người thôi nha cô, chứ nếu mà nuôi nhiều quá con đi hát không có đủ tiền, rồi cô đi làm cũng cực nữa. Xong cô nói chứ nhưng mà xin giấy tờ ở trên nhà nước người ta nói là phải trên 13 đứa con mới được làm một cái trại mồ côi. Xong con nói trại gì bây giờ, cái này cái chùa của mình, với lại mấy đứa này là mình đã nhận làm con mà trại cái gì nữa. Xong nói nhưng mà không có được. Thế là từ từ gom lại ta đành được 13 cháu luôn. Thế là con là người mẹ là tự dạ 2007 là bắt đầu là con có 13 đứa con đó. Nhưng mà cũng vui lắm. Mà nuôi là từ nhỏ, nhưng mà nhận lớn nhất á là lúc đó là mà hai đứa lớn nhất á là chỉ có 3 tuổi thôi. Thế là bắt đầu mấy bác ở trong chùa về, xong bắt đầu con cứ gửi tiền cho mấy bác để mấy bác lo phụ giùm cho sư phụ con vậy đó. Thì bắt đầu lo, sư cô sợ quá nói chứ chị ơi chị, thôi giờ chị về chị nuôi đi, tôi đi làm ở ngoài đường cho, chứ tôi sợ thở quá rồi. Nó cứ bệnh hoài à, mà nó khóc hoài à. Sao? Con cũng thấy tội nghiệp cổ, nhưng mà bây giờ sao lỡ rồi, nhưng mà các con đã vô trong vòng tay của con rồi là con không có muốn cho đi nữa, là giống như là con của mình vậy á, mà nó thương con lắm. Rồi xong cái làm con kể nhiều không này, để con kể cho hết luôn nha. Dạ. Bắt đầu là các con lớn lên là các con đi học. Con nhớ là đứa con thứ nhất của con nó đi học, nó lên được lớp 1. Cái là cô giáo hỏi nó là hỏi Đức Hiếu là mẹ của con làm cái gì, ba của con làm cái gì. Thì nó đâu có biết đâu, nó nói là mẹ của con là một ca sĩ mặc áo dài rất là đẹp, hát rất là hay, còn ba của con là một người Nico tóc chọc lóc nói vậy á. Dạ nó có nghĩ sư cô là ba đó không. Trời ơi, con về con nghe cô kể lại mà con nhìn mấy đứa con mà con mất cười. Con nói chết rồi, sư cô là phụ nữ mà đâu phải. Trong hỏi Hiếu thì nó nói là tại vì nó cũng không có tóc nên nó nghĩ là cô là người con trai luôn. Dạ, rồi xong cái duyên đưa tới là thêm 2 bé nữa là bỏ trước chùa mới có 3 tháng à. Cái là tụi con cũng phải ẩm vô. Đó là con nuôi, trời ơi, con đâu dám xin tiền ai đâu. Con cảm thấy là tại vì con thích làm, con nuôi như vậy để là con của con rồi. Mình đã nhận là mình phải làm, mình không có thể nào mà mình nhờ người này người kia được. Nên con nói thôi chết rồi, vậy là con phải cố gắng, con đi giờ cái này con phải đi cày thêm nữa. Vừa hát vừa bán CD, rao CD giống như là cái gì á. Cũng mắc cỡ lắm, nghĩ là tự nhiên một ca sĩ lên sân khấu rồi xong đứng nói quý vị mua giùm CD giùm em này nọ, thì nó rất là mất cỡ.
từ xưa giờ con không có, nhưng mà vì mấy đứa con làm hết luôn. Đó là con nuôi hiện tại, là hiện tại ngay bây giờ là 17 em rồi đó, 17 là con ngưng rồi đó, con không làm nữa, con sợ rồi. Phải nói rằng là một người mẹ rất là dũng cảm. Và kính thưa quý vị, một người đã luôn đồng hành với Phật tử Phi Nhung từ rất lâu, từ lúc từ Phi Nhung mới bước vào con đường ca hát, sẽ cho chúng ta biết thêm về những tính cách cũng như những công việc mà Phật tử Phi Nhung đã trải qua trong thời gian trước. Thì xin quý vị chúng ta hãy cùng xem một đoạn phim ngắn sau đây. Vậy thôi à, không có Nhung gì hết á. Em đứng lại nghe anh nói đi nè. Thôi, không có nói gì nữa hết á. Trời ơi em ơi, anh mỏi cẳng quá à. Em chỉ đường gì kỳ vậy đi, nãy giờ sao không thấy quê em đâu hết trơn vậy? Trời ơi, mười mấy năm rồi em mới về quê, em đâu có nhớ đường đâu. Hồi nãy em hỏi cô bán nước mía đó, cô mới chỉ đường á. Thương em thì phải chịu khó chứ, cẳng nhằn hoài à. Minh Quỳnh làm việc với Nhung cũng khá lâu, cũng hơn 10 năm rồi. Thì với quá trình làm việc của Phi Nhung thì bản thân Minh Quỳnh biết là Phi Nhung là một người là làm việc rất là hăng say, quên mình từ công việc làm nghệ thuật cũng như về vấn đề từ thiện. Hình ảnh Phi Nhung là một cái hình ảnh rất là lớn trong lòng của ngoài khán thính giả ra, thì còn có anh chị em nghệ sĩ cũng rất là ngưỡng mộ về cái tấm lòng của Phi Nhung. Thì Minh Quỳnh được biết là Phi Nhung sinh ra và lớn lên trong một gia đình rất là khó khăn, từ nhỏ phải bươn chải với cuộc sống, thì cũng mồ côi mẹ rồi mồ côi cha, thì một mình là phải gồng gánh nuôi những đứa em. Thì cho nên cái cuộc sống Phi Nhung đã như vậy rồi, thì cho đến bây giờ thì những cái sự mộc mạc và những cái hình ảnh kêu bằng sống thật với con người thì đã là một yếu tố mà làm cho Phi Nhung thành công cho đến bây giờ. Phi Nhung là từ nhỏ lớn lên thì sống trong cuộc sống vất vả như vậy đó, thành thử đôi khi thì đối với con thì tánh thật xấu duy nhất Phi Nhung là rất là ngang, nghĩ sao nói vậy, không có thích mà Phi Nhung không có thích ai thì Phi Nhung no thích, còn ghét thì nó ghét chứ Phi Nhung không phải kể để trong lòng. Hy sinh lớn nhất của đời Phi Nhung là Phi Nhung quên cái chuyện gia đình của mình, bản thân chẳng hạn như là lập gia đình hoặc là có những đứa con cho bản thân mình, thì Phi Nhung không có nghĩ đến chuyện đó. Nhiều lần con trò chuyện với Phi Nhung thì Phi Nhung nói là Phi Nhung bây giờ sống là chỉ vì nghệ thuật, vì khán giả, vì những đứa con nuôi của Phi Nhung. Đó là Phi Nhung chỉ làm vậy thôi, còn Phi Nhung không có quan tâm về cái vấn đề đời tư của mình nữa. Phi Nhung thường nói với con, với Quỳnh là nếu mà Phi Nhung mà có được điều kiện là những đứa trẻ mồ côi nào trên thế giới Phi Nhung đều đem về nuôi hết. Nhưng mà thật ra thì cái sức lực cũng như là cái điều kiện của mình có giới hạn, cho nên Phi Nhung chỉ hạn chế một số những đứa trẻ mồ côi nào đó thôi. Bản thân Quỳnh thì Quỳnh cũng là mình đạo Phật, thì Quỳnh cũng biết đôi khi Quỳnh chỉ biết lấy cái tâm mình ra, hoặc là đôi khi mình Quỳnh đi hát những cái chương trình từ thiện thì góp một cái phần nào nhỏ nào đó vào cái công việc cái bằng làm về từ thiện. Những người mà có lòng bác ái thì chúng ta cũng nên làm một cái gì đó để giúp ích cho đời. Mình Quỳnh chỉ ước nguyện một điều là Phi Nhung có thật nhiều sức khỏe để cống hiến cho đời, cũng như bằng đề ca tiếng hát, cũng như làm những công việc từ thiện giúp những cho mảnh đời bất hạnh thôi. Dạ, chỉ mong hy vọng như vậy thôi. Kính thưa quý vị, không biết quý vị có để ý hay không, anh Mình Quỳnh có nói một câu rất là hay, đó rằng những con người có tấm lòng bác ái thì chúng ta hãy làm một hành động gì đó để giúp ích cho mọi người. Và tấm gương hiện diện trước chúng ta ngày hôm nay rất là sống động, đó chính là Phật tử Phi Nhung. Vậy thì quý vị một lần nữa hãy cho Phật tử Phi Nhung một tràng pháo tay thật lớn. Kính thưa quý vị, và để Phật tử Phi Nhung có mặt trong ngày hôm nay cũng như là hiện diện tại đất nước chúng ta trong những năm vừa qua trong việc biểu diễn nghệ thuật, thì một người cũng đã đồng hành với Phật tử Phi Nhung từ rất là lâu, mà không biết rằng Phật tử có đoán được người này là ai không ạ?
Dạ, vậy thì nếu như Phật tử chưa đoán được ai thì chúng ta sẽ cùng xem một đoạn phim tiếp theo để cùng lắng nghe những chia sẻ của người này về Phật tử Phi Nhung. Tôi là Trương Thị Thu Dung, giám đốc của công ty sản xuất biểu diễn Sài Gòn, là Kim là giám đốc của trung tâm âm nhạc Rạng Đông, là cái người đưa Phi Nhung từ Mỹ về Việt Nam cách đây là mười mấy năm. Thực ra càng làm việc với Phi Nhung thì tôi càng thấy càng yêu mến Phi Nhung hơn. Ngoài cái lòng yêu nghệ thuật, cái sự cầu tiến của trong cái nghệ thuật, thì Phi Nhung còn được cái tâm thương yêu tất cả mọi người, mà nhất là những cái người nghèo cơ nhỡ. Đi hát thì cũng có tiền, nhưng mà Phi Nhung không có mong muốn cái tiền đó để đem lại thu ven cho cá nhân mình, mà cứ mong muốn làm sao cầu mong cho mình có sức khỏe, cầu mong cho khán giả thương yêu, để mình cái nghề nghiệp của mình càng ngày càng phát triển, để kiếm được tiền đem về phụ với chùa, nuôi dưỡng các em. Đó, thì cái điều đó tôi rất là khâm phục, và tôi nghĩ rằng không phải ca sĩ nào hoặc là người nào cũng làm được cái điều đó. Mà bản thân tôi thì nhiều khi mình muốn làm nhưng cũng có những lúc trở ngại việc này, trở ngại việc khác. Nhưng mà Phi Nhung thì dù khó khăn trở ngại mấy, Phi Nhung vẫn nuôi cái ý chí đó. Mà ngay tới giờ phút này thì Phi Nhung vẫn thấy là càng quyết tâm làm cho được những cái việc mà mình muốn làm, mà những cái việc thiện đó đó. Đối với Phi Nhung mỗi lần làm được, Phi Nhung rất là vui vẻ, rất là mừng. Cho nên là đối với Phi Nhung thì tôi nghĩ rằng là một cái người ca sĩ mà vừa tài vừa đức. Và chẳng những riêng tôi mà tôi thấy rằng bao nhiêu năm nay rồi khán giả vẫn yêu mến Phi Nhung, có lẽ là cũng vì ngoài cái tài năng của Phi Nhung, nó còn là một cái tâm, một cái đạo đức của một cái người ca sĩ mà tôi nghĩ nhiều người có phải có thể là ca sĩ khác cũng nói theo. A Di Đà Phật, kính thưa quý Phật tử, như cô Thu Dung có chia sẻ về cùng với chúng ta, đó là Phật tử Phi Nhung ngoài cái tài ca hát ra còn có cái tâm rất là lớn. Và có phải chăng đó là một cái duyên rất là lớn từ việc là Phật tử Phi Nhung ngay từ nhỏ đã được sống ở trong chùa, cũng như là nhờ nhân duyên phục vụ cho Tam Bảo mà trở nên nổi tiếng. Vậy thì bản thân là một người con Phật, nhiều lần Phật tử có chia sẻ rằng Phật tử đã cảm nhận rất là sâu sắc về những cái lời của Phật dạy. Vậy thì tính đến nay thì Phật tử đã ứng dụng những cái lời của Phật dạy vào đời sống của mình như thế nào, A Di Đà Phật? Dạ, đến đây là con chỉ muốn là thầy giảng cho con nghe, hay là quý vị chỉ dạy cho con thêm. Chứ còn cái sự hiểu biết con về Phật pháp mà con suy nghĩ nó cũng còn nông cạn lắm. Con nghĩ cái gì thì con nói cái đó à. Nên con làm thì con biết là từ nhỏ là nhà con đã dạy là dạy về những cái điều mà Phật dạy, con nghe, và nhất là ông bà ngoại con đi chùa rất là nhiều, mà trong đó có một người dì của con là đã đi tu lúc mà 8 tuổi, là tới đây là dì con là cũng được 75 tuổi, là ở chùa Kim Liên ở quận 4. Hôm nay con làm những cái như vậy là đều do trong cái gia đình của con mà ra hết. Nhất là mẹ của con rất là hiền, và sau là bà ngoại con, ông ngoại con, mấy dì con, như vậy ai cũng giúp đỡ cho hàng xóm, nên con thấy vậy mà con bắt chước con làm. Trong đời sống của con là con không có làm cái gì ác, con cũng không có hại ai, con cũng không nói xấu ai, và con cũng không biết ganh ghét ai, mà con cũng không biết thù ai nữa. Thì nhỏ lớn giờ con chưa bao giờ con biết mấy cái đó là gì. Nên con làm là con bổn phận là một con người
làm việc thì phải có liên quan tới xã hội, thì mình cũng phải giúp cho người này người kia nếu mình có trách nhiệm. Như vậy thì mới gọi là con nhà Phật. Và con làm tới ngày hôm nay là con muốn là con xứng đáng là má con đã sanh con ra tại trong chùa. Thì hôm nay con có được ngày hôm nay để mà được con xứng đáng được con đã là cái người ở trong chùa. Dạ, thì đó là cái mục làm sao mà để mình xứng đáng, giống như là làm sao mình xứng đáng cho mình là một con của Phật á. Đó là vậy, thì cũng giống như con nuôi mấy đứa con của con vậy đó. Con nói là con sẽ không có lấy chồng nữa. Con muốn con là một người mẹ để các con của con khi mà các con lớn lên, có thể các con có duyên với chùa, các con đi tu tiếp tục hay là các con ra đời. Nhưng mà các con là phần đông là về con trai nhiều hơn, thì các con phải hãnh diện là các con lớn lên là các con đã có một người mẹ yêu thương các con từ nhỏ cho tới lớn, để mà hãnh diện ra đường kể với mọi người nghe là tôi cũng có một người mẹ như vậy như vậy. Thành ra Phi Nhung phải cố gắng làm sao mà mình được một người mẹ xứng đáng, người mẹ của các chú tiểu hiện tại. Yeah, con bị áp lực lắm á. Đi chơi cũng không được. Nhà lúc trước con chưa thì con còn chưa có hiểu nhiều thì con còn đi chơi con này nọ. Nhưng bây giờ con hiểu ra được là các chú tiểu càng ngày càng lớn đi học rồi, nên con phải làm như thế nào, ăn mặc như thế nào và ăn nói chuyện như thế nào nữa. Rồi đi chơi thì cũng phải bớt lại, hay là cái gì đó không có được, giống như là cái gì con cũng bị áp lực, giống như là con làm gì con phải suy nghĩ không được, mình là mẹ của các chú tiểu mình không có được như vậy. Con bị áp lực cái con thành một người già luôn á. Nói tóm lại là con muốn con làm những cái gì sau này là con chứng minh cho mọi người, tất cả bà con của mình thấy là con là một con người của nhà Phật. A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị Phật tử, nhiều người nói rằng có nên chăng Phật tử Phi Nhung có một tấm chồng, tại vì hy sinh hết cho em rồi đến cho những đứa con yêu dấu của mình, và liệu chăng cái sự hy sinh này có được ghi nhận hay không? Vậy thì để biết được cái hạnh phúc thực sự bây giờ của Phật tử Phi Nhung như thế nào, xin mời quý vị tiếp tục chúng ta cùng xem một đoạn phim ngắn sau đây. Một ngày nào đó bạn bỗng nhận ra rằng hạnh phúc không chỉ có cơm ngon và áo đẹp. Hạnh phúc cũng không chỉ bao gồm trong những thứ thỏa mãn về vật chất, về tinh thần như bao người vẫn hiểu. Có một thứ hạnh phúc khác rất đơn sơ, giản dị, nhưng thật ấm áp và đáng trân trọng. Đó là thứ hạnh phúc mang tên biết hy sinh. Bạn sẽ thấy hạnh phúc được cho đi sẽ lớn hơn rất nhiều so với hạnh phúc được nhận về. Bạn có thấy không? Khi bạn có một đồng và bạn tiêu xài nó, thì số tiền đó được xem như đã hết. Nhưng khi bạn đem nó giúp đỡ cho người khác,